Tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện vừa Chiếc dòng thạch lụa ngọc, tác giả Alexandre Couperin, người đọc Trân Châu. Đoạn 5. Buổi hoàng hôn mùa thu kéo dài đã cháy lụi. Dải rắn đỏ rực cuối cùng hẹp như một khe nhỏ lóe lên giữa mặt đất, và đám mây màu xám biếc ở cuối tận chân trời cũng đã tắt. Bây giờ không còn trông rõ cả mặt đất, cả cây cối, cả bầu trời. Chỉ có những ngôi sao rất to ở trên đầu nhấp nháy rung rung giữa màn đêm, và luồng ánh sáng màu xanh lam của ngọn hải đăng rọi thẳng lên cao như một cây cột mảnh mai, và lan tỏa trên dòm trời đen thành một vòng tròn sáng đục sóng sánh như sương. Những con bướm đêm đập cánh lao vào mấy chiếc chụp nến bằng kính. Những cánh hoa hình sao của khóm thuốc lá trắng trước giường tỏa mùi nồng hơn từ trong bóng tối và hơi đêm mát lạnh. Spetnikov, viên phó tỉnh trưởng, và đại tá Ponomarev đã về từ lâu. Họ hứa khi đến bến tàu điện sẽ cho ngựa quay lại đón viên tướng chỉ huy trưởng pháo đài. Những người khách còn lại ngồi cả ngoài hiên. Mặc dù Anosov ra sức phản đối, hai chị em Vera và Anna vẫn bắt ông phải mặc áo bành tô và quấn chân bằng một tấm mền ấm. Trước mặt Anosov là chai rượu vang đỏ Poma mà ông rất ưa thích. Còn ngồi hai bên là Vera và Anna. Họ ân cần chăm sóc viên tướng già, rót đầy thứ rượu vang nặng đặc sánh vào chiếc cốc cao mảnh của ông. Các phó mát đưa thêm cho ông. Viên chỉ huy trưởng pháo đài nheo nheo mắt khoan khoái. Chà, mùa thu, mùa thu, mùa thu. Ông nhìn ngọn nến cháy đỏ, lắc lư đầu vẻ tư lự, nói: mùa thu, và ông cũng đã đến lúc phải về rồi. Ôi, tiếc thật, những ngày đẹp trời vừa mới bắt đầu. Giá như được sống mãi ở đây, trên bờ biển này, yên tĩnh, thanh thản. Thì ông cứ sống ở đây với chúng cháu đi, Vera nói. Không được, cháu yêu à, không được, diệt quân mà. Hạn phép hết rồi, giá được như thế thì tốt quá. Còn phải nói, cháu xem kìa, mùi hoa hồng mới thơm chứ. Ở đây cũng nghe thấy, còn mùa hè nóng nực thì không có loài hoa nào thơm cả. Chỉ có mỗi cây keo gai trắng mà nó lại có mùi kẹo quả. Vera rút từ trong bình hoa ra hai bông hồng nhỏ, một màu hồng nhạt, một màu đỏ tươi, cài vào khuyết ve áo bành tô của ông. Cảm ơn cháu, Veroska. Anosov nghiêng đầu xuống cổ áo, hít hít bông hoa, rồi bỗng nở một nụ cười già nua đầy cảm động. Ông còn nhớ lần đơn vị ông đến Bucharest và chia ra ở trong các nhà dân. Một hôm, đang đi ngoài phố, ông bỗng nghe mùi hoa hồng rất đậm. Dừng lại, ông trông thấy một lọ pha lê tuyệt đẹp đựng tinh dầu hoa hồng đặt giữa hai người lính. Họ đang bôi nó lên ủng và lên cả ổ khóa nòng súng. Các anh có cái gì thế này? Ông hỏi. Thưa ngài, không hiểu một loại dầu gì đấy à? Chúng tôi bỏ vào chảo nhưng không ăn được, cay quá, còn mùi thì lại rất thơm. Ông cho họ một đồng rúp và họ sẵn lòng đưa lọ dầu cho ông. Dầu chỉ còn chưa đầy một nửa lọ, nhưng theo giá thì ít nhất cũng phải được trên 20 đồng tiền vàng. Mấy anh lính rất hài lòng nói thêm: thưa ngài, ở đây còn có một loại đậu Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Dù có đun nấu bao nhiêu, cái của quỷ quái này cũng không chịu chín à. Thì ra đó là hạt cà phê. Ông bảo bọn họ, cái này bọn Thổ Nhĩ Kỳ mới dùng được thôi, chứ với lính ta thì chả được ích lợi gì. Thật may là họ còn chưa ăn thuốc phiện. Ở mấy chỗ, ông thấy nhiều viên thứ thuốc này bị dẫm trong bùn. Ông ơi, ông nói thật nhé. Anna hỏi, ông có cảm thấy sợ khi vào trận đánh nhau không ông? Kể cũng lạ, Aneska, vừa sợ lại vừa không, mà sợ cũng là điều dễ hiểu thôi. Các cháu đừng tin kẻ nào nói rằng không sợ, và tiếng đàn rít đối với hắn ta là bản nhạc du dương nhất. Kẻ đó hoặc là bị bệnh tâm thần, hoặc là ba qua nói khoác, ai cũng sợ như nhau cả. Chỉ có điều người này vì sợ mà co rúm mình lại, còn kẻ khác thì biết làm chủ bản thân. Và cháu thấy đấy, cái sợ thì trước sau cũng chỉ là một,
nhưng mức độ biết làm chủ mình qua thực tế càng lớn dần lên, và từ đó mà có những người anh hùng gan dạ. Thế đấy, nhưng có một lần ông sợ đến suýt chết đấy. Ông ơi, ông kể đi, cả hai chị em đồng thanh nói. Cho đến bây giờ, họ vẫn say mê nghe những câu chuyện của Anosov như thời còn thơ ấu. Anna thậm chí còn vô tình choái khuỷu tay trên bàn, hệt như một đứa trẻ, và kê cầm lên hai bàn tay để ngửa chồng lên nhau. Trong câu chuyện chậm rãi, thật thà đến thơ ngây của Diên Tướng Già có một vẻ đẹp thật ấm cúng, và cả lối nói của ông dùng để kể lại những hồi ức chiến đấu của mình cũng vô tình mang một vẻ vụng về lạ lẫm, hơi nhúng sắc thái sách vở. Dường như ông đang kể theo một khuôn mẫu cổ xưa và dễ thương nào đó. Câu chuyện này rất ngắn thôi, Anosov bắt đầu kể. Nó xảy ra ở Sipka vào mùa đông, sau khi ông bị dập thương vào đầu. Bốn người sống trong một căn nhà đất, và chính ở đấy đã xảy ra câu chuyện khủng khiếp đối với ông. Một buổi sáng khi ngủ dậy, ông chợt nghĩ rằng mình không phải Jacob mà là Nikolai, và ông không thể nào dứt bỏ cái ý nghĩ đó được. Nhận thấy rằng mình như sắp phát điên lên, ông liền hét gọi mọi người mang nước đến đắp vào đầu, và lúc đó ông mới tỉnh táo lại. Cháu có hình dung bác Jacob Mikhailovich à? Hồi đó bác đã chinh phục được bao nhiêu là phụ nữ? Nữ nghệ sĩ Dương Cầm Senerecta nói. Thời trẻ hẳn bác phải đẹp trai lắm. Ồ, ông của chúng ta bây giờ cũng còn rất đẹp trai, Anna kêu to. Đẹp trai thì không đâu, Anosov thản nhiên mỉm cười. Nhưng người ta cũng không chê bỏ ông. Và vẫn ở Bucharest ấy, đã xảy ra một chuyện cảm động khi quân đội Nga tiến vào thành phố. Dân ở đấy bắn đại bác ở quảng trường để chào đón, và do đó có khá nhiều cửa sổ bị vỡ kính. Nhưng ở những nhà nào trên cửa sổ có đặt các cốc đầy nước thì lại không việc gì cả. Tại sao ông biết được điều đó? Đầu đuôi là thế này. Khi đến căn nhà người ta phân cho ông để trú lại, ông trông thấy ở đó có một lồng chim thấp đặt trên bệ cửa sổ. Trong lồng là một chiếc bình pha lê lớn đựng nước trong suốt, có những con cáp vàng bơi lội. Còn giữa chúng là một con chim hoàng yến đậu trên thanh gỗ bắc ngang. Chim hoàng yến ở trong nước. Ông ngạc nhiên, như xem kỹ thì thấy rằng chiếc bình có đáy rất rộng và lõm sâu vào giữa, đến mức con chim hoàng yến có thể bay vào và đậu thoải mái trong chỗ lõm đó. Sau sự việc này, ông mới thấy là mình không nhanh ý chút nào. Vào nhà, ông thấy một cô gái Bulgari rất xinh đẹp. Ông đưa cho cô ta giấy phép đến ở nhà. Nhân tiện, hỏi tại sao kính cửa sổ ở đây vẫn nguyên vẹn sau đợt bắn đại bác. Cô ta giải thích rằng đấy là nhờ nước, rồi giải thích luôn cả chuyện chim hoàng yến nữa. Lúc bấy giờ, ông quả là người kém thông minh. Và thế rồi, giữa câu chuyện, ánh mắt đôi bên gặp nhau, giữa hai người như có một dòng điện chạy qua. Và ông cảm thấy rằng mình đã yêu, yêu ngay lập tức, nồng cháy không cưỡng nổi. Diên Tướng Già ngừng lời và thận trọng nhấp từng ngụm rượu vang màu sẫm. Nhưng rồi bác tỏ tình với cô ta chứ? Jenny Rector hỏi. Tất nhiên, tỏ tình, nhưng không phải bằng lời. Mà việc đó như sao? Ông ơi, chắc ông không bắt chúng cháu phải đỏ mặt đấy chứ? Anna mỉm cười ranh mảnh, nói chêm vào. Không, không đâu. Cái chuyện hết sức đứng đắn. Các cháu thấy đấy, ở khắp nơi dừng lại trú quân, người thành phố bao giờ cũng có những thái độ dè dặt ít nhiều với quân đội Nga. Nhưng ở Bucharest, dân địa phương lại đối xử rất thân mật. Và một hôm, khi ông đưa violon ra kéo chơi, các cô gái lập tức diện quần áo vào và nhảy múa luôn. Rồi từ đó thành lệ, ngày nào cũng vậy. Một lần, vào buổi tối, trong khi mọi người đang nhảy múa dưới ánh trăng, ông đi lên mái hiên nhà ngoài, mời cô gái Bulgari của ông vừa vào khuất. Trông thấy ông, cô ta làm bộ như đang chọn xếp lại những cánh hoa hồng khô mà dân ở đó thu trữ bằng bao tải. Nhưng ông đã ôm lấy cô ta, ghì sát vào ngực mình và hôn liền mấy cái. Từ đó, cứ mỗi lần mặt trăng hiện lên trên bầu trời bao la là ông lại đến với người yêu của mình và quên đi tất cả những bận rộn lo toan ban ngày.
Cho đến khi đơn vị phải rời khỏi đó, hai người thề nguyện sẽ yêu nhau suốt đời, rồi chia tay nhau mãi mãi. Chỉ có thế thôi à? Lúc Mila Lvovna thất vọng thốt lên. Thế các cháu còn muốn gì nữa nào? Dương tướng già hỏi lại. Không, Jacob Mikhailovich à, ông tha lỗi cho cháu. Nhưng đấy chưa phải tình yêu, mà chỉ là chuyện quan hệ ngẫu nhiên của một sĩ quan quân đội. Ông cũng chả biết nữa cháu yêu quý à. Thật đấy, ông không biết đó là tình yêu hay một tình cảm gì khác. Ôi không, ông ơi, ông nói đi. Thế chẳng lẽ ông chưa bao giờ yêu bằng một tình yêu thật sự sao? Một tình yêu, ông biết không? Mà tóm lại, một tình yêu thiêng liêng, trong trắng mãi mãi, không trần tục. Chẳng lẽ ông chưa yêu sao? Chà, đúng là ông không biết trả lời các cháu ra sao đây. Diện tướng già lúng túng đứng dậy khỏi ghế. Có lẽ là ông chưa yêu. Hồi đầu thì không có lúc nào để yêu cả. Tuổi trẻ, chơi bời, cờ bạc, chiến tranh. Lúc đó ông thấy dường như cuộc đời tuổi trẻ, sức khỏe sẽ vô tận, không bao giờ kết thúc. Đến khi nhìn lại thì thấy mình đã là một đống hoang tàn rồi. Còn bây giờ Veroska, cháu đừng giữ ông lại nữa, ông về đây. Này chàng khinh kỵ binh, ông quay sang gọi Bakhtinsky. Trời ấm, ta đi bộ ra đón xe của chúng ta đi. Để cháu đi cùng với ông à, Vera nói. Và cháu nữa, Anna tiếp thêm. Trước khi đi, Vera bước đến bên chồng và nói khẽ. Anh vào xem, trên bàn em, trong hòm ấy, có một chiếc hộp đó. Trong đó có một bức thư. Anh đọc đi. Anna và Bakhtinsky đi trước, còn phía sau, cách chừng 20 bước chân là viên tướng già chỉ huy trưởng pháo đài cùng Vera khoác tay nhau. Trời đêm rất tối, và trong mấy phút đầu, khi vừa ở chỗ sáng ra, mắt chưa quen với bóng tối, mọi người phải dùng chân để dò dẫm mò đường. Alosov, dù có tuổi, vẫn giữ được cặp mắt tinh tường đến đáng ngạc nhiên, đã phải giúp người bạn đường của mình. Thỉnh thoảng, ông lại đưa bàn tay to và lạnh, vuốt nhẹ âu yếm lên tay Vera nằm trên khuỷu tay ông. Cái cô Lyudmila Nevovna này đáng buồn cười thật. Viên tướng già chợt nói, như tiếp tục nói thành tiếng dòng suy nghĩ của mình. Đã bao nhiêu lần trong đời ông quan sát rằng hễ người đàn bà sắp đụng phải cái ngưỡng cửa ngũ tuần, đặc biệt là các bà quá chồng hoặc ghé già, thì họ cứ quanh quẩn quanh tình yêu của người khác, hoặc là rình mò nghe trộm, khích bác đơm đặt, hoặc là xông vào xây dựng cho hạnh phúc người khác, hoặc là tuôn ra những câu chuyện dông dài về các mối tình cao thượng. Còn ông thì muốn nói rằng con người thời chúng ta ngày nay không biết yêu nữa. Ông không thấy những tình yêu chân chính thật sự, kể cả giờ thời của mình nữa, ông cũng chưa thấy. Nhưng mà sao lại thế à ông? Vera siết chặt lấy tay ông, dịu dàng nói. Sao ông lại nói thế? Trước đây ông cũng đã có gia đình kia mà. Như thế có nghĩa là ông cũng đã yêu. Hoàn toàn không có nghĩa gì cả. Cháu yêu Veroska à? Cháu có biết ông lấy vợ như thế nào không? Một lần, ông nhìn thấy cạnh mình có một cô gái tươi tắn, khi thở, ngực cứ phập phồng dưới làn áo, đôi mi mắt rất dài cụp xuống, mặt bóng đỏ bừng lên, và làn da trên đôi má mịn màng, cổ trắng ngần trinh bạch, đôi tai mềm mại nóng hổi. Ôi, thật là quỷ quái. Rồi lại còn bố mẹ cứ đi quanh quẩn bên cạnh, đứng ngoài cửa nghe trộm, nhìn bằng đôi mắt buồn rầu tận tụy cầu khẩn. Và mỗi lần chia tay lại những cái hôn chớp nhoáng ngoài cửa, ngồi uống trà buổi sáng, chân như vô tình đụng vào nhau, và thế là xong. Thưa bác Nikita Antonovich, cháu đến để cầu hôn con gái của bác. Bác hãy tin rằng đây là một điều thiêng liêng. Thế là ông bố cô ta đã nước mắt ướt đẫm xông vào ôm hôn. Con yêu quý, bố đã đoán ra từ lâu rồi mà. Cầu trời cho các con, nhưng con coi chừng phải giữ gìn báu vật. Và sau 3 tháng, cái báu vật thiêng liêng ấy, đầu tóc bù xù không chải, chân đi dài không tất, mũ áo nhầu nát, chửi nhau cùng bọn người hầu như một mụ nấu bếp, ổng ẹo với các sĩ quan trẻ, biểu môi, khúc khích, tròn mắt, trước mặt mọi người, chẳng hiểu sao cứ gọi chồng là sắt. Cháu biết không,
bằng một giọng mũi kéo dài uể oải. Rác! Một mụ ăn tiêu hoang tàn, sống bừa bãi, lôi thôi lết hết, tham lam và đôi mắt bao giờ cũng giả dối lừa lọc. Đến nay tất cả đã qua rồi, đã lắng xuống, nằm im. Thậm chí trong thâm tâm ông còn hàm ơn cái tay nghệ sĩ kia. Mai trời là không có con. Thế ông đã tha thứ cho họ rồi chứ à? Tha thứ không thể nói bằng cái từ ấy được, Veroska. Thời gian đầu ông cứ như thằng điên. Nếu hồi đó mà trông thấy bọn họ, chắc ông đã giết chết ngay cả hai. Rồi lần lần mỗi cái qua đi, qua hết, cuối cùng không còn lại gì ngoài sự khinh bỉ. Và thế là tốt. Trời đã không để cho máu đổ vô ích. Rồi thêm vào đó, ông còn tránh được cái số phận chung của phần lớn các đức ông chồng. Ông sẽ như thế nào nếu không có cái chuyện bẩn thỉu kia? Một con lạc đà thồ, một tên hèn đớn nhục nhã, một kẻ che giấu tội lỗi, một con bò cái để cho người vắt sữa, một tấm bình phong hoặc một đồ vật cần thiết nào đó trong nhà. Không, như thế quá ra lại tốt hơn Veroska. Không, không đâu ông à. Dù sao thì ông tha lỗi cho cháu. Trong lòng ông vẫn còn nỗi hậm hực ngày trước. Và ông đem cái thực tế bất hạnh của mình mà gán cho cả loài người. Ví dụ như cháu và Vasya đây, chẳng lẽ có thể gọi cuộc hôn nhân của chúng cháu là bất hạnh được sao ông? Anosov im lặng một lúc khá lâu. Rồi ông miễn cưỡng nói, ừ, thôi được, cứ cho đó là ngoại lệ. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, tại sao mọi người cưới nhau? Ta thử lấy người đàn bà làm thí dụ. Xấu hổ cứ phải ở nhà cha mẹ đẻ, nhất là khi các bạn gái đã theo nhau đi lấy chồng. Phải làm một miệng ăn thừa trong gia đình. Muốn làm bà chủ, cai quản trong nhà, là một người tự lập. Thêm vào đó còn có nhu cầu về thể chất, được làm mẹ để bắt đầu xây tổ ấm riêng của mình. Còn đàn ông lại có động cơ khác. Thứ nhất, tâm trạng mệt mỏi, chán ngấy trước cuộc sống độc thân, sự bừa bãi trong phòng, những bữa ăn ở tiệm, rác rưới, tàn thuốc lá, áo quần rách bẩn, những món nợ nần, vô số những người bạn không khách khí và còn bao nhiêu điều khác nữa. Thứ hai, cảm thấy rằng cuộc sống gia đình có lợi, khỏe mạnh và tiết kiệm hơn. Thứ ba là ý nghĩ gia đình sẽ phải có con, mình trước sau gì rồi cũng chết đi, nhưng một phần của mình vẫn sẽ còn lại trên đời này, một cái gì đó giống như một ảo mộng về sự bất tử. Thứ tư là sự quyến rũ ngây thơ vô tội như trong trường hợp của ông. Ngoài ra, nhiều khi cũng còn có những suy nghĩ về của hồi môn. Thế thì tình yêu ở đâu? Tình yêu vô tư, quên mình, không đòi hỏi đền đáp. Thứ tình yêu mà người ta thường nói mãnh liệt như cái chết. Cho hiểu không? Thứ tình yêu mà vì nó con người sẵn sàng lập bất kỳ chiến công nào và sự hiến dâng cuộc đời, chịu đựng đau khổ, không phải là một sự hy sinh mà là một niềm vui. Khoan, khoan đã Vera, chắc cháu bây giờ lại muốn nói về Vasya của cháu chứ gì. Thật lòng mà nói, ông rất yêu chồng cháu. Vasya là một chàng trai tốt, biết đâu cũng có thể là tương lai sẽ soi tình yêu của Vasya trong ánh sáng của một vẻ đẹp lớn lao. Nhưng cháu hãy hiểu là ông muốn nói về tình yêu nào. Tình yêu phải là bi kịch, là điều bí mật vĩ đại nhất trên thế gian. Không một tiện nghi nào của cuộc đời, không một tính toán và thỏa hiệp nào có thể đụng đến nó được. Thế đã bao giờ ông thấy một tình yêu như vậy chưa à? Vera khe khẽ nói, chưa. Viên tướng già đáp một cách dứt khoát. Thật ra ông đã được biết có hai trường hợp giống như vậy. Nhưng một trường hợp là do ngu xuẩn, còn trường hợp thứ hai nó như một món dầm chua nào đấy. Thảm hại quá chừng. Nếu cháu muốn, ông kể cho nghe. Không dài đâu. Ông kể đi. Chuyện là thế này. Một viên chỉ huy trung đoàn thuộc sư đoàn của ông có một chị vợ. Mặt chị ta, ông nói cho cháu nghe, Veroska, hết sức tầm thường. Người xương xẩu, dài ngoằng, gầy gò, tóc hung, miệng rộng. Lớp giữa trát trên người chị ta cứ tróc rời xuống hệt như từ một ngôi nhà cũ ở thành phố. Nhưng cháu hiểu không? Chị ta là một bà Messalina của trung đoàn. Nóng nảy, quyền lực, khinh người, thích độc đáo. Thêm vào đó còn nghiện ma túy nữa. Và một lần,
Vào mùa thu, người ta gửi đến trung đoàn một viên thiếu quý hay con trẻ măng vừa mới ra trường quân sự. Một tháng sau, anh ta đã bị con ngựa cái kia hoàn toàn làm chủ. Anh ta là thằng nhỏ, là đầy tớ, là nô lệ, là bạn nhảy thường xuyên của ả. Mặc một chiếc áo quân phục chạy ra ngoài trời tuyết giá để gọi ngựa cho ả. Đó quả là một điều khủng khiếp khi một đứa hãy còn con nít trong trắng và thơ ngây đem dâng đặt mối tình đầu của mình dưới chân một ả đàn bà hư hỏng già đời lóc lõi và thích quy quyền. Nếu anh ta có sống qua được nguyên lành thì dù sao trong tương lai cũng coi như anh ta đã chết rồi. Cái đó để lại dấu ấn suốt cả cuộc đời. Để lại Giáng sinh thì ả đã chán anh chàng tội nghiệp kia và quay lại với một trong những đối tượng cũ đã được thử thách của mình. Nhưng viên thú quý thì không thể chịu được điều đó. Anh ta đi theo ả như một cái bóng, người phờ phạc gầy rộc, sạm đen. Nói bằng những từ hoa mỹ, như thần chết đã đặt dấu ấn lên trần trán rộng của chàng, ghen tuông một cách khủng khiếp. Người ta bảo rằng nhiều hôm anh ta đứng suốt đêm dưới cửa sổ nhà người đàn bà kia. Và một lần vào mùa xuân, mọi người trong trung đoàn tổ chức cuộc đi chơi tập thể. Ông có quen biết cả hai người, nhưng lần xảy ra chuyện này thì ông lại không có mặt ở đó. Như lệ thường trong các trường hợp tương tự, mọi người uống khá nhiều rượu. Đêm đến, họ đi bộ trở về nhà theo nền đường sắt. Bỗng phía trước xuất hiện một đoàn tàu hàng đang bò rất chậm ngược lên các quãng dốc khá cao, kéo còi liên tục. Khi đầu tàu đến ngang đoàn người, ả đàn bà mới nói thầm vào tai anh chàng thiếu quý: anh cứ nói mãi rằng anh yêu tôi, thế nhưng nếu tôi ra lệnh cho anh thì chắc anh cũng chẳng dám lao vào đoàn tàu này đâu. Còn anh ta chẳng đáp lại một lời nào, chạy đi và nhảy luôn vào dưới đoàn tàu. Người ta nói lại rằng anh ta tính toán rất chính xác, chui ngay vào giữa bánh trước và bánh sau của toa. Như thế người sẽ bị cắt đôi ra một cách gọn gàng. Có một tay ngốc nghếch nào đó định giữ anh ta lại, cố lôi anh ta ra khỏi đường tàu, nhưng không được. Viên thiếu quý cứ bám chặt hai tay vào thanh rai và cả hai bàn tay bị cắt cụt mất ngón. Ôi kinh khủng quá, Vera kêu thốt lên. Viên thiếu quý buộc phải rời quân ngũ. Bạn bè góp lại cho anh ta được một số tiền để đi đường. Ở lại trong thành phố thật không tiện. Anh ta sẽ như một lời trách cứ sống ngay trước mặt người đàn bà kia và trước mắt cả trung đoàn nữa. Thế là hỏng cả đời người một cách đểu giả nhất. Anh ta sao trở thành kẻ đi ăn xin rồi chết cống bên một dòng sông nào đó ở Petersburg. Còn một trường hợp khác thì hoàn toàn thảm hại. Dạ, cũng là một người đàn bà như thế, chỉ có khác là trẻ hơn và xinh đẹp. Ả ta xử sự rất không tốt. Những người như ông lúc đó đã quen, vốn coi những chuyện tình nhăng nhít trong các gia đình như thế này là bình thường. Thế mà lần đó cũng cảm thấy bị xúc phạm. Còn anh chồng thì lại không sao cả. Anh ta biết hết, thấy hết, nhưng cứ im lặng. Bạn bè có bóng gió nhắc nhở, anh ta cũng chỉ khoát tay. Các anh thôi đi, đấy không phải là việc của tôi, không phải là việc của tôi. Tôi chỉ mong sao cho Lenoska được hạnh phúc. Một thằng ngốc như thế đấy. Cuối cùng thì cô ả cặp kè với tay trung quý Vishnyakov, sĩ quan trợ lý của đại đội nọ. Thế là cả ba người sống trong một gia đình hai chồng, hệt như đó là hình thức hôn nhân hợp pháp nhất. Ít lâu sau, trung đoàn phải ra trận, các bà các chị đi tiễn đưa, và cô ả nọ cũng đi tiễn. Nhưng nhìn họ người nào cũng phải xấu hổ. Cô ả không liếc về phía chồng dù chỉ một lần để gọi là có, mà cứ bám lấy cổ gã trung quý như đĩa đói, không dứt ra được. Khi mọi người đã ngồi vào toa, tàu chuyển bánh, ả còn trơ tráo hét theo chồng: anh ấy phải giữ gìn lấy Volodya. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, tôi sẽ bỏ nhà đi, không bao giờ trở lại nữa đâu, và mang cả con theo đây. Chắc có thể cháu nghĩ rằng cái tay đại quý này là một thằng dứt đi, một kẻ đớn hèn bạc nhược chứ gì. Hoàn toàn không phải thế. Anh ta là một người lính dũng cảm. Trong trận Núi Xanh, anh ta 6 lần dẫn đại đội mình xông vào đồn quân Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số 200 người của anh, chỉ còn lại 14 sống sót. 2 lần bị thương, nhưng anh ta vẫn không chịu lui về trạm cứu thương,
Anh ta là như thế đấy, binh lính rất yêu quý anh ta. Nhưng cô ả đã ra lệnh, Lenoska của anh đã ra lệnh cho anh ta, và anh ta chăm sóc hầu hạ cái thằng hèn nhát vô tích sự Vishnyakov như vú em, như hầu hạ con. Ở những chỗ trú quân mưa bùng lầy lội, anh ta lấy áo khoác của mình ra che cho hắn, thay hắn làm mọi việc để hắn đồng khểnh ở nhà chơi bài. Đêm đêm đi kiểm tra các trạm gác thay hắn. Mà cháu nên nhớ Veroska, hồi đó bọn cướp cắt cổ lính canh của quân ta cũng đơn giản như các bà nội trợ cắt bắp cải ở trong giường ấy. Và may trời, kể ra nhớ lại thì cũng có tội, nhưng mọi người ai cũng mừng khi nghe tin gã Vishnyakov chết trong quân viện vì thương hàn. Thế còn người phụ nữ, ông ơi, ông đã gặp người phụ nữ nào biết yêu chưa ông? Ồ, tất nhiên là có chứ Veroska. Thậm chí ông còn dám nói là ông tin rằng hầu như bất kỳ người đàn bà nào trong tình yêu cũng có khả năng làm nên những kỳ tích cao cả nhất. Cháu phải hiểu rằng người đàn bà ôm hôn, vuốt ve, hiến dâng và thế đã là người mẹ rồi. Đối với người đàn bà đang yêu, tình yêu là toàn bộ ý nghĩa cuộc đời, là toàn bộ vũ trụ. Nhưng người đàn bà hoàn toàn không có lỗi trong việc tình yêu của con người lại mang những hình thức đê tiện như vậy, đã bị hạ thấp xuống đến mức thành những tiện nghi trong sinh hoạt, thành những trò giải trí nhỏ mọn. Kẻ có lỗi là bọn đàn ông 20 tuổi đã no nê thỏa mãn với thể xác của gà giò và tâm hồn của thỏ đế, mất hết khả năng có được những tình cảm mãnh liệt, những hành động anh hùng, những sự dịu dàng và say mê trong tình yêu. Người ta nói rằng trước đây tất cả những cái đó đều có, và nếu như không có đi nữa, chẳng lẽ không phải điều mà những tâm hồn và trí tuệ xuất chúng nhất loài người hằng ước mơ và khao khát, những nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ. Vừa mới đây, ông được đọc một câu chuyện của nàng Manon Lescaut và người bạn tình De Crea. Cháu biết không, ông đã khóc đấy. Veroska yêu của ông, cháu nói thật ông nghe, chẳng lẽ không phải ở sâu trong tâm khảm mình, người đàn bà nào cũng ước mơ về một tình yêu như vậy, một tình yêu duy nhất, dị tha, sẵn sàng làm tất cả, khiêm tốn và hy sinh. Ồ, tất nhiên ông à. Và một khi không có nó, cái tình yêu ấy, thì người đàn bà sẽ trả thù sau 30 năm nữa. Khi đó ông không còn, nhưng cháu chắc sẽ được thấy. Veroska, hãy nhớ lời ông rằng 30 năm nữa, đàn bà sẽ nắm giữ những quyền lực từ trước đến nay chưa từng thấy trên thế giới này. Họ sẽ ăn mặc như các nữ thánh Ấn Độ. Họ sẽ khinh bỉ đàn ông như những kẻ nô lệ thấp hèn. Những thói đổng đảnh và ý muốn ngông cuồng của họ sẽ trở thành những đạo luật khổ sở cho thế giới mài râu. Và có tất cả những cái đó vì đã có hàng bao nhiêu thế hệ đàn ông chúng ta không biết ngưỡng mộ tôn thờ tình yêu. Đó sẽ là sự trả thù. Có một quy luật, cháu biết không, lực tác động bằng lực phản tác động. Im lặng một lúc, ông bỗng hỏi đột ngột. Này, Veroska, nói cho ông nghe nhé. Nếu cháu cảm thấy không có gì là bất tiện, câu chuyện với anh chàng điện báo viên mà hôm nay công tước Vasily kể là thế nào? Ở đây cái gì là thật, cái gì là bịa? Chẳng lẽ ông thích nghe à ông? Tùy cháu, Vera. Nếu như có cái gì khó chịu thì thôi. Ôi, hoàn toàn không đâu ông à. Cháu sẵn sàng kể cho ông nghe. Và nàng kể cho viên tướng già nghe tỉ mỉ về một anh chàng điên rồ nào đó, người bắt đầu say mê theo đuổi nàng từ 2 năm trước khi Vera đi lấy chồng. Chưa bao giờ nàng gặp anh ta và không biết cả họ anh ta là gì. Anh ta chỉ viết thư cho nàng và ký bằng mấy chữ cái CXC. Một lần anh ta đã lễ lộ rằng mình là một viên chức nhỏ ở một công sở nào đó. Còn về chuyện điện báo thì không nhắc đến lần nào cả. Và chắc là anh ta thường xuyên theo dõi nàng, vì trong các bức thư của mình, anh ta kể lại khá chính xác nàng đi đâu, với ai, ăn mặc như thế nào. Lúc đầu, những bức thư của anh ta chỉ mang tính chất tầm thường và cuồng nhiệt đến ngộ nghĩnh, mặc dù rất trong trắng và lịch sự. Như một lần, Vera đã viết thư trả lời về chuyện này,
xin ông đừng nói với mọi người, đến nay chưa ai biết. Yêu cầu anh ta đừng quấy nhiễu nàng bằng những lời tỏ tình như thế nữa. Từ đó, anh ta không nói về tình yêu và chỉ viết rất thỉnh thoảng. Nhưng các ngày lễ phục sinh, năm mới và ngày sinh, nữ công tước Vera cũng kể về gói quà hôm nay. Thậm chí nàng còn đọc lại gần như chính xác từng từ bức thư kỳ lạ của con người say mê bí mật đeo đuổi nàng. Thế đây, cuối cùng viên tướng già lẩm bẩm, có thể đây đơn giản chỉ là một anh chàng không bình thường, một người mắc bệnh cuồng, mà cũng có thể, ai biết được, chính một tình yêu như thế đã cắt ngang con đường đời của cháu. Một tình yêu mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều mơ ước, nhưng đàn ông ngày nay không còn khả năng có được. Mà khoan đã nào, cháu xem kìa, đằng trước có đèn, hình như xe của ông đã tới. Cũng vừa lúc đấy, phía sau lưng họ có tiếng xe hơi nổ ầm ầm, và con đường mấp mô đầy những ổ gà bỗng lấp loáng ánh đèn màu trắng nhạt. Gustav Ivanovich dừng xe lại. Anoushka, anh đã mang theo các thứ cho em đây rồi, em lên xe đi, Forestia nói, rồi quay sang nhìn viên tướng già. Thưa ngài, cho phép được mời ngài đi chung à? Thôi, không cần đâu, cảm ơn anh bạn thân thiết à. Anosov đáp, tôi không thích loại xe này, chỉ được cái nhảy chồm chồm lên và bốc mùi thối quắc chứ sướng gì. Thôi, tạm biệt nhé Veroska, từ nay ông sẽ đến chơi với cháu nhiều hơn, viên tướng già nói, hôn lên tai và trán của Vera. Mọi người chào tạm biệt nhau. Gustav Ivanovich đưa Vera Nikolaevna về đến phòng nhà nghỉ của nàng, rồi lượn một vòng tròn biến mất vào bóng tối cùng cỗ xe nổ ầm ầm của mình.